vô cùng đặc sắc. Mà tôi khẳng định với tất cả bà con rằng cái chương trình cuối cùng này là chương trình đặc sắc nhất của Đêm Văn Nghệ ngày hôm nay. Và rất tiếc cho những bà con nào mà không có cơ hội ở đây để thưởng thức tiết mục này. Vâng, xin mời toàn thể bà con đến với bài điệu múa Mộng Cà Hoa do câu lạc bộ Zumba trình bày. Sao đêm đêm nhớ thương đi sao?